Xin chào anh em nhá. Chào tất cả mọi người. Và bây giờ thì mình và thằng em mình sẽ đi xem cái bẫy chim hôm nọ. Nó có đặt một cái bẫy chim trên kia. Giờ đi xem. Đặt hai cái bẫy chứ. Lưới nhà đặt lưới thôi. Chứ không có cái loại bẫy nào cao siêu đâu. Lưới người ta làm sẵn rồi, thế là mà mình chỉ có kiếm cái cần xong rồi mang đi đặt vào thôi. Bây giờ mình sẽ đi xem, kiểm tra xem. Từ hôm qua đến giờ chưa đi xem. Bây giờ thì cũng phải rơi tầm 9 giờ rồi. Hôm qua trời mưa đấy. Nếu mà nó dính thì chắc chắn là sẽ chết. Còn nếu mà nó mới dính thì cơ hội nó mới sống thì nó ít thôi. Hôm nọ bẫy được một con, hai con chứ, hai con gì nhỉ, khiếu à? Hôm nọ bẫy được hai con khiếu mà bị con cày ăn mất một con, còn một con về nuôi thì không ăn, thế là chết thịt luôn. Gì vậy? Mày kết. Kết lên trên. Đây. Trên này một cái bẫy rồi. Thế dính một em thôi. Lại cu xanh. Một em rồi mới dính. Chết rồi, mới dính cái gì? Chết rồi. Tối qua. Còn một bẫy ở trên kia nữa. Cái này hơi to một tí này. Cái này chỉ phù hợp với này, chim to thôi. Nó khô con thua này. Hôm nay con đây cho nó. Giờ gỡ nó ra, con này chết rồi. Cu xanh về nước ăn ngon lắm. Chết lâu chưa? Chắc tầm tối qua ấy. Gần thôi rồi đấy. Hả? Leo đồi mệt. Tí nữa đi ra chỗ kia xem. Đây nhiều chim thế mà cứ dính lòm dòm ấy nhỉ. Nó bay từ bên này sang. Chú mày cứ gỡ bên kia. Gỡ bên này. Đây. Cần thiết kéo mẹ cho nó đứt rách lưới luôn. Làm gì mà rách? Đấy nó cứ kêu cái cọc này mà nó trả vào. Chín giờ rồi, trời nắng chang chang. Đây anh đi xem trên kia trước nha. Đi trên xem cái lưới kia hả? Đi đó đi. Mình đặt thêm cái trên này nữa mà. Hai cái này số bé hơn. Xem cái này có dính con nào. Ok, dính một em thôi. Dính có một em. Mỗi một con. Thôi chứ. Thôi chưa. Con gì mổ đầu á.
chết hết nhỉ. Cái răng thu này con ạ. Cái này chắc là con gì về ăn ở đây rồi. Lại con gì về trộm ăn nữa đây rồi. Chắc là con cầy nữa này. Này xem nó ăn này. Con này con to này. Chim chưa biết chim gì luôn này. Đây này. Anh em xem này. Đây này, con cầy về phá đây này. Đây này. Đây này. Toàn lùng lá chim ở đây. Chưa nó túa vậy. Thấp quá. Toàn để con cầy nó ăn thôi. Cầy nó về rình ăn hết. Xem cái lỗ của nó. Thì bây giờ mình kia xem rau nó. Con kia thì cao kìa. Nó không ăn được kìa. Kia nó ở trên cao không ăn được. Nó phá hết rồi. Nhìn lên xem. Lưỡi có cái gì nữa đâu. Hỏng hết lưỡi rồi. Xem rau của nó này nào. Phải cày không? Này chắc chắn 100% là cày. Đây. Nó vặt lông gà ở đây. Vặt lông chim ở đây. Đấy. Chưa. Nó ăn ngay đây. Rau của nó thì đây. Kinh thật. Bây giờ thì nó lại phá lưỡi của mình đây. Cái lưỡi của mình nó tàn tành bánh này hết luôn. Đây này vẫn có lông chim dính. À đây có mỏ của nó này. Có nguyên cái mỏ chim ở đây. Đây này. Mà cái lỗ nó thùng lỗ to cực kỳ luôn. Giờ gỡ nó ok xong về thôi. Còn ăn được không? Hả? À, có ăn được không? Gỡ đi. Cái này phát quàng quá. Mà bố phát mạnh quá, phát quàng. Đây này. Hôm trước mình đặt ở ngay chỗ này. Nhưng mà mấy ông lại chuyển ra đây rồi. Chuyển ra đây. Phát quàng quá. Bây giờ gỡ con này không phải nữa.